xem các hướng dẫn tiếp theo để có thể sử dụng trang web quizlet.com học từ vựng tại nhà. Các bạn chỉ cần click vào đường link mà cô đã gửi trong Zalo nhóm lớp. Sau khi các bạn click vào đường link thì giao diện của quizlet.com sẽ hiện ra như thế này. Ở phía bên trái trong mục Progress, các bạn sẽ nhìn thấy tổng số từ vựng là 11 và chúng ta đang ở từ vựng đầu tiên. Trong từ vựng đầu tiên, đây là hình ảnh minh họa cho từ vựng đó. Các bạn nhìn vào hình ảnh minh họa, sau đó đoán có từ vựng nào liên quan tới hình ảnh minh họa. Sau khi đã dự đoán xong rồi, các bạn hãy click vào khoảng trắng để chuyển sang thẻ từ, kiểm tra lại xem dự đoán của mình đã đúng chưa nhé. Sau khi click vào thẻ trắng thì các bạn nhìn thấy thẻ từ và đây chính là từ mô tả cho hình ảnh này. Khi các bạn click vào khoảng trắng, các bạn sẽ chuyển từ thẻ từ sang thẻ tranh và từ thẻ tranh sang thẻ từ. Để nghe cách phát âm của từ, các bạn có hai cách. Cách đầu tiên, mời các bạn nhìn lên phía bên trên tay phải có biểu tượng hình chiếc loa. Các bạn hãy click vào biểu tượng loa để nghe phát âm của từ. Tree. Cách thứ hai, các bạn có thể ấn trực tiếp vào từ. Hãy click vào biểu tượng loa để nghe lại từ nhiều lần. Sau khi các bạn đã nghe rõ cách phát âm của từ rồi, các bạn hãy thực hành nhé. Tree. 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 Để chuyển sang từ tiếp theo, mời các bạn nhìn xuống phía bên dưới. Các bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng mũi tên sang phía tay phải. Click chọn biểu tượng mũi tên. Chúng ta sẽ chuyển sang từ vựng thứ hai. Tương tự như từ vựng thứ nhất, các bạn hãy nhìn tranh và dự đoán từ liên quan tới bức tranh. Sau đó, các bạn hãy click vào phía khoảng trắng bên tay phải để kiểm tra xem dự đoán của mình đã đúng hay chưa nhé. Don't climb the tree. 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 Tiếp tục như vậy, các bạn hãy tìm hiểu cho cô tất cả những từ vựng có trong đường link mà cô đã gửi cho các bạn nhé. Khi các bạn học từ vựng, mời các bạn nghe, nhắc lại và viết cho cô từ vào trong vở. Ngoài việc học từ vựng, các bạn còn có thể chơi trò chơi và kiểm tra khả năng nghe, viết của mình với trang web quizlet.com. Để ôn tập thêm các kỹ năng khác, mời các bạn ấn cho cô vào từ back ở phía bên trên, bên trái màn hình. Back. Có rất nhiều các chức năng khác của trang web quizlet.com. Vừa nãy chúng ta mới chỉ sử dụng một chức năng, đó chính là flashcards, là thẻ học từ vựng thôi. Ngoài ra còn các thẻ learn, write, spell, test, march and gravity. Các bạn có thể chú ý cho cô vào thẻ march và gravity. Đây là hai trò chơi được tích hợp trong trang web quizlet.com. Các bạn hãy tự trải nghiệm và sau đó các bạn hãy chia sẻ với cô trên lớp nhé. Thank you everyone for watching. Goodbye.